So với trước, tình trạng gia súc mắc bệnh và chết do đói rét trong mùa lạnh tại huyện Tumorong giảm mạnh. Có được kết quả này là nhờ huyện chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa. Với tổng đàn gần 1.700 con, những năm trước đàn trâu bò của xã Đắc Tực Can thường bị chết nhiều vào thời điểm mưa rét. Từ năm 2016 đến nay, nhờ thực hiện đầy đủ tiêm chủng phòng bệnh cho đàn gia súc, kết hợp với vận động hộ chăn nuôi làm chuồng trại để chống rét, nên tỷ lệ trâu bò chết do đói rét dịch bệnh tại xã được cải thiện. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, sau khi có các thông tin về dịch bệnh hoặc là thời vụ hoặc là thời tiết, thì Ủy ban xã cũng đã làm tốt công tác thông báo đến từng hộ gia đình để tuyên truyền bà con làm chuồng trại trong mùa mưa rét hoặc là làm các giống để phối hợp trong vấn đề tiêm phòng ngừa dịch bệnh. Thì bà con tương đối làm đầy đủ hưởng ứng. Thời điểm hiện nay thì hầu như các hộ chăn nuôi đều có chuồng trại và đảm bảo được cái vấn đề phòng ngừa trong đợt rét sắp tới. Việc Ủy ban Nhân dân huyện Tumorong cùng các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn kỹ thuật cho hộ chăn nuôi trong phòng chống dịch bệnh liên tục trong nhiều năm đã góp phần thay đổi thói quen chăn nuôi của đồng bào Sơ Đăng ở đây. Tình trạng thả gia súc trên rừng, thả rông gia súc không chăn nhốt được hạn chế. Việc làm chuồng trại chăn nuôi kết hợp với sử dụng phân chuồng cho sản xuất nông nghiệp được nhiều hộ áp dụng. Ngày xưa là dân ở đây là chăn nuôi truyền thống, thả rông thì nhất là mùa lạnh, trâu bò nghe là chết nhiều, chuồng trại không đảm bảo không làm. Cán bộ xã, cán bộ huyện là tuyên truyền vận động người dân là làm chuồng trại đầy đủ, là tiêm thuốc ngừa đầy đủ. Mùa lạnh là trâu bò không có chết nữa, do thêm ngừa đầy đủ và làm chuồng đúng kỹ thuật. Bước vào mùa lạnh năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện chủ động ban hành kế hoạch số 146 về việc triển khai các biện pháp cụ thể để phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc. Theo đó, đội ngũ cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp cùng cán bộ thú y đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân làm chuồng trại, đưa gia súc thả rông về chăn nhốt trong các đợt lạnh. Việc hướng dẫn người dân trồng cỏ, dự trữ rơm, làm thức ăn cho trâu bò trong mùa rét được chú trọng. Đồng thời, công tác tiêm chủng phòng bệnh trên đàn gia súc được triển khai nghiêm túc. Đến nay, có trên 13.700 con trâu bò của huyện đã được tiêm vaccine lở mồm long móng đủ 2 đợt. Đối với những cái đàn gia súc mà được người dân người ta đã chăn thả lâu năm trên trên đồi, trên núi đấy, thì trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng vận động người dân là tạo các rống, sau đó là vận động chủ hộ là trực tiếp lên bắt đầu cầm cột gia súc để đưa về trong cái rống để thực hiện công tác tiêm phòng. Đồng thời là để vận động bà con là tăng cường công tác lên để kiểm tra quản lý cái đàn gia súc của mình, để đặt trong trường hợp mà khi mà phát hiện được cái gia súc nó có bị đói rét hay là dịch bệnh thì để có xử lý nó kịp thời và hiệu quả hơn. Huyện Tumorong có tổng đàn gia súc trên 27.000 con. Trong đó, đàn trâu hơn 7.700 con, đàn bò trên 9.700 con và đàn heo hơn 9.000 con. Xác định, việc phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc là biện pháp quan trọng để phát triển chăn nuôi, giúp người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo, nên các biện pháp phòng chống dịch luôn được huyện chú trọng. Qua sự chỉ đạo của huyện, thì cho đến thời điểm này, trên địa bàn chúng tôi là chưa có trường hợp nào gia súc chết vì dịch bệnh. Và công tác tiêm phòng đã được đảm bảo đúng theo tiến độ. Và vấn đề thứ hai nữa thì vấn đề công tác phòng chống đói rét cho trâu bò, thì đến lúc này chúng tôi đã qua thống kê cũng không có trường hợp nào gia súc chết vì đói rét. Còn tiếp theo chúng tôi vẫn đang đi vận động bà con đưa gia súc về gia cố chuồng trại để đảm bảo trong mùa rét. Đến nay, huyện Tumorong vẫn chưa phát hiện trường hợp gia súc mắc các dịch bệnh như lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả heo châu Phi. Đồng thời, đàn gia súc vẫn được chăm sóc tốt trong mùa lạnh năm 2020-2021. Việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã và đang được huyện Tumorong tiếp tục chú trọng.